Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Trang quá thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2024, trong bản tin truyền hình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ trao quy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng đang sinh hoạt trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tại buổi lễ, Ban thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã trao quy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 31 đảng viên thuộc đảng bộ Thành phố Châu Đốc, trong đó trao quy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho một đảng viên, quy hiệu 55 tuổi Đảng cho một đảng viên, quy hiệu 50 tuổi Đảng cho hai đảng viên, quy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho năm đảng viên, quy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên và quy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên phát biểu tại lễ trao quy hiệu đảng phó bí thư thường trực thành quỹ chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố châu đốc cao sơn bá chúc mừng và ghi nhận những cống hiến của các đảng viên được nhận quy hiệu đảng mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận quy hiệu đảng tiếp tục nêu cao tính tiên phong gương mẫu giữ gìn phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng tích cực dẫn động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương trong tuần, ban thường vụ thành quỹ châu đốc tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự kiến tái cử cấp quỹ, quỹ ban kiểm tra, cấp quỹ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, các học viên được nghe quán triệt, nghiên cứu, học tập các chuyên đề, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở, tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi quỷ, bí thư chi bộ, công tác dân vận trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong tuần, ban tuyên giáo thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị báo cáo viên chuyên đề tháng 8 năm 2024. Tại hội nghị, Phòng Tư pháp thành phố Châu Đốc đã thông tin một số điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố báo cáo kết quả năm học 2023-2024 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố và triển khai kế hoạch năm học 2024-2025. Ban tuyên giáo thành quỹ Châu Đốc định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, tăng cường tuyên truyền về thể lệ cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu luật đất đai năm 2024, những thành tựu của đất nước, của tỉnh và thành phố, tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong ngày tụ trường, tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 9 1969, 2 tháng 9 2024, kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2024 và 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2024. Trong tuần, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức lễ ra quân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2024-2025. Tại lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Công Thành, trưởng công an thành phố Châu Đốc yêu cầu các lực lượng từ thành phố đến phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội bằng nhiều biện pháp và hình thức nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, duy trì mô hình tự quản về an toàn giao thông, mô hình cổng trường an toàn giao thông, an ninh trật tự, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm trong đợt cao điểm này, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ồn tắc giao thông trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng rượu bia quá mức quy định không giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đặc biệt kiên quyết xử lý các hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ quốc khánh 2 tháng 9. Trong tuần, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028 giữa Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh với Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 29 và quà tiếp bước đến trường năm học 2024-2025. Tại buổi lễ, hai bên đơn vị đã cùng nhau trao đổi thông tin lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò công đoàn tham gia công tác đối thoại, kỹ năng đàm phán thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng xử lý những vấn đề tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp giữa liên đoàn lao động hai địa phương về tình hình người lao động thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tham gia lao động, sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Châu Đốc và ngược lại đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, tạo sự gắn bó thân thiết nghĩa tình giữa tổ chức công đoàn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh và công đoàn thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Dịp này, liên đoàn lao động quyện Hóc Môn đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho 20 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 20 em con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố châu đốc. Liên đoàn lao động thành phố châu đốc trao 21 suất học bổng, tôn đức thắng, 50 suất quà tiếp bước đến trường và 5 suất quà của tổ chức tài chính Vimo CP cho các cháu là con đoàn viên. Công nhân dân chức lao động, dược khó học giỏi đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. trong tuần hội khuyến học thành phố châu đốc tổ chức lễ trao quà tiếp bước đến trường năm học 2024-2025 dịp này hội khuyến học thành phố châu đốc đã trao tặng 120 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố châu đốc với tổng kinh phí trị giá trên 80 triệu đồng từ nguồn của ban quản lý quỹ xã hội thoại ngọc hầu tài trợ đây là hoạt động thường niên của hội khuyến học thành phố Trước thềm năm học mới, nhằm động viên khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.